Thưa anh chị em, tuần trước tôi đã nói với anh chị em là trong bài giảng của Chúa Giêsu về đời sống cộng đoàn hội thánh, Ngài dạy chúng ta về việc sửa lỗi huynh đệ. Hôm nay cũng trong bài giảng đó, Chúa lại tiếp tục dạy chúng ta bài học tha thứ. Tha thứ không phải 7 lần mà 70 lần 7, có nghĩa là tha thứ vô giới hạn. Tôi chắc chắn là anh chị em đều biết điều này, có người thuộc lòng cả dụ ngôn Chúa Giêsu kể. Thế nhưng nhìn vào thực tế thì sao chúng ta thấy khó quá, khó tha thứ quá. Ngay cả trong gia đình, anh chị em có chuyện xích mích khó tha thứ cho nhau. Hay trong cộng đoàn giáo xứ, trong một hội đoàn tông đồ khó tha thứ cho nhau. Thành thử ra câu hỏi mà mình phải đặt ra để suy nghĩ là tại sao? Tại sao lại khó tha thứ vậy? Và có một động lực nào có thể giúp chúng ta dễ tha thứ hơn không? Thế khi suy niệm các bài kinh thánh hôm nay thì tôi muốn chia sẻ với anh chị em, tôi thấy ít nhất là có 2 lý do khiến cho mình khó tha thứ. Lý do thứ nhất là con người chúng ta ai cũng giống ai thôi, có khuynh hướng là mình hay nhớ đến món nợ mà người ta mắc nợ mình, nhưng mà mình lại hay quên cái món nợ mà mình mắc với Chúa và với người ta. Dụ ngôn Chúa Giêsu kể là một minh họa rất cụ thể. Chúa Giêsu nói đến 2 món nợ. Món nợ thứ nhất là của tên đệ tớ nợ ông chủ 10.000 yến vàng. Và món nợ thứ hai là một người bạn của anh ta, của tên đệ tớ đó, nợ anh ta 100 quan tiền. Anh chị em thấy không? Một bên đó là 10.000 yến vàng, một bên là 100 quan tiền. Có một nhà chú giải kinh thánh, ông ấy tính theo thời giá hiện nay đó, thì 10.000 yến vàng tương đương với 225 triệu đô la Mỹ. Còn 100 quan tiền thì tương đương với 16.000 đô la Mỹ. Giờ mình không nói chuyện đô la Mỹ, mình nói chuyện Việt Nam cũng vậy thôi à. Một bên là 225 triệu và một bên là 16.000 đồng. Anh chị em thấy nó khác biệt không? Một cái sự khác biệt nghĩa là khó tin. Thế nhưng Chúa Giêsu dùng cái hình ảnh đó để muốn làm nổi bật lên cái món nợ mà mỗi chúng ta mắc với Chúa và với tha nhân, nó lớn hơn nhiều với món nợ mà người ta mắc với mình. Nhất là món nợ đối với Chúa lại là món nợ không thể trả được, bởi vì nó là món nợ sự sống này, món nợ ơn cứu độ mà Chúa Giêsu trả bằng giá máu ở trên thánh giá này. Anh chị em trả nổi không? Điều đó cũng có nghĩa là chúng ta được tha thứ nhiều lắm, nhưng mà mình quên. Mình nhớ cái món nợ mà người ta mắc nợ mình thôi, cho nên khó tha thứ lắm. Nó là thực tế. Anh chị em cho ai vay 1 triệu đồng có nhớ không? Nhớ dài lắm à. Còn chính mình mà vay người ta 1 triệu đồng có nhớ không? Hay quên lắm. Có ai đó người ta nói một lời xúc phạm đến mình có nhớ không? Có khi nhớ tới chết luôn. Còn mình nói một lời xúc phạm đến người ta coi như không. Cái tính con người ta tự nhiên dễ ích kỷ như vậy đó, cho nên khó tha thứ. Thêm lý do thứ hai là chúng ta chưa khám phá ra được ích lợi của việc tha thứ. Mình chỉ thấy nếu mà tôi tha thứ là tôi bị thiệt, tôi bị mất.
Chẳng hạn như bây giờ có một ai đó nợ tôi 1 triệu đồng mà tôi tha cho người ta, có nghĩa là tôi mất trắng 1 triệu rồi, đúng không? Được cái gì đâu, mất trắng 1 triệu rồi. Mình chỉ thấy cái điều đó thôi. Thế thì tha thứ có ích lợi gì? Tôi kể cho anh chị em nghe câu chuyện về một nhân vật nổi tiếng của thế giới mới qua đời cách đây ít năm thôi. Ông Nelson Mandela. Ông là một người được thế giới kính nể. Không phải vì ông là tổng thống của Nam Phi, mà vì ông có một nhân cách cao quý. Ông ở Nam Phi trong một đất nước theo chế độ kỳ thị chủng tộc, người ta gọi là apartheid. Ông đấu tranh chống cái sự kỳ thị chủng tộc. Mà vì đấu tranh như thế cho nên ông bị bắt giam rồi bỏ tù. Mà anh chị em hình dung không phải 1 tháng hay là 1 năm mà 27 năm. 27 năm bị giam trong một căn phòng nhỏ chút xíu vậy. Và ban ngày thì đi làm ở ngoài công trường nắng cháy. Sau 27 năm bị giam trong tù mới được tha. Ông lại tiếp tục đấu tranh. Và cuối cùng làm tổng thống của Nam Phi. Thế thì khi mà ông ấy làm tổng thống là chắc chắn có nhiều người sẽ nghĩ phen này khối thằng chết đấy, chào thua mà. Nhưng mà không, ông chủ trương hòa giải, dù da trắng hay da đen vẫn tiếp tục làm việc bình thường, hòa giải. Và khi người ta hỏi ông tại sao ông lại có can đảm để làm điều đó, ông nói thế này: khi tôi bước ra khỏi cánh cổng nhà tù để trở thành một người tự do, thì tôi ý thức rằng nếu tôi không để lại sau lưng những cay đắng và hận thù, thì tôi vẫn bị giam trong tù. Tuyệt vời. Cầu quá hay anh chị em. Chỉ có một tâm hồn cao thượng lắm mới có thể nói được như vậy. 27 năm tù mà bây giờ làm đến tổng thống mà có thể nói một câu như vậy. Tôi bước ra khỏi cánh cửa nhà tù để trở thành một con người tự do, thì tôi ý thức rằng nếu tôi không để lại những cay đắng và căm ghét sau lưng, thì tôi vẫn bị giam trong tù. Cho nên sự tha thứ giải thoát chúng ta. Nếu không biết tha thứ thì chính chúng ta bị giam hãm trong sự hận thù. Còn sự tha thứ giải thoát chúng ta. Có một cuốn sách nổi tiếng lắm, thưa anh chị em, nếu ở đây có các bạn trẻ đọc được thì tốt. Tựa đề, tôi nhớ là người ta đã dịch ra tiếng Việt rồi, tựa đề là Tư Duy Tích Cực. Cái cuốn sách đã được dịch ra tới 40 thứ tiếng, bán cả 20 triệu bản. Thế thì cái ý tưởng căn bản ở trong cuốn sách đó là gì? Là con người ta này, xác hồn kết hợp với nhau, tinh thần và thể xác là một. Cho nên những gì nó diễn ra trong tâm hồn, trong đời sống tinh thần của chúng ta, thì đồng thời nó tác động lên thân xác chúng ta, thưa anh chị em. Thành thử ra nếu mà mình cứ nuôi hận thù, ghen ghét ở trong tâm hồn, thì chính sức khỏe mình bị ảnh hưởng, cuộc sống hàng ngày của mình bị ảnh hưởng. Giận dữ ai cái là lên máu, không chừng đi bệnh viện. Thế cho nên biết tha thứ là chính mình được giải thoát. Thành thử ra, thứ nhất, nhớ đến những gì Chúa đã tha thứ cho mình để giúp chúng ta tha thứ cho người khác. Thứ hai là thấy được những ích lợi của việc tha thứ sẽ giúp cho chúng ta dễ tha thứ cho người khác. Và cuối cùng,
Mình là người công giáo, có một động lực rất lớn nữa là thưa anh chị em, sớm muộn gì chúng ta cũng phải đối diện với sự phán xét của Chúa. Chúa Giêsu kể cái dụ ngôn hôm nay và kết thúc dụ ngôn, Chúa nói làm sao? Cha trên trời cũng sẽ đối xử với các con như vậy nếu các con không hết lòng tha thứ cho anh chị em của mình. Chúa nói như thế không có nghĩa là lòng Chúa cũng chật hẹp như lòng chúng ta, cũng tính toán như chúng ta. Nhưng mà Chúa nói như thế có nghĩa là nếu chúng ta biết tha thứ cho nhau thì đấy mới là dấu chỉ cụ thể của một tâm hồn thực sự đón nhận ơn tha thứ của Chúa và bước đi trong quỹ đạo của Thiên Chúa là quỹ đạo của tình thương tha thứ. Trong kinh lạy Cha, anh chị em và tôi đọc hàng ngày: xin Cha tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Vậy thì nếu mà có lúc nào bực bội, nổi giận, muốn trả thù ai đó, chúng ta hãy đọc lại kinh lạy Cha. Xin Chúa ban sức mạnh tâm hồn để chúng ta biết vượt lên trên sự giận dữ, biết tha thứ cho nhau và như vậy bước đi trong quỹ đạo yêu thương của Chúa, đem lại bình an, niềm vui và hạnh phúc cho chính bản thân mình bây giờ và mãi mãi. Amen.